Chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là cái khái luận về phong thủy. Thế này, phong thủy đó là một bộ môn khoa học sử dụng nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và không gian môi trường sống, qua đó kiến tạo một cái môi trường sống khi anh chị cư trú trong cái không gian và cái môi trường sống đó nó phù hợp với bốn tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là phù hợp với cả cái văn hóa của anh chị, văn hóa tại vùng miền, nó phù hợp với cả thói quen sinh hoạt của anh chị, nó phù hợp với cả cái thẩm mỹ của cái xã hội hiện tại và nó phù hợp với cả yếu tố môi trường xung quanh. Đây là bốn cái tiêu chí quan trọng bậc nhất của phong thủy. Nếu bất kỳ một cái nơi cư trú nào của anh chị nó không phù hợp với những tiêu chí đó thì anh chị sẽ gặp những vấn đề ngay lập tức. Ví dụ, nếu nó không phụ thuộc với cả văn hóa của anh chị, văn hóa đó là một thói quen, cái việc lặp đi lặp lại một hành động nó rút từ cái kinh nghiệm thực tế, nó rút từ cái quá trình lao động sản xuất và các phương thức sản xuất để mà đưa ra cái khái niệm về văn hóa. Cho nên thành ra là ở bên chúng ta sang bên châu Âu, khí hậu nó khô thì nó dùng nhà gỗ được, sang Việt Nam không xài nhà gỗ được, mấy tháng nó ẩm mốc là chết bệnh trước, đúng không ạ? Ở vào vùng trung du của chúng ta chẳng hạn thì cái mưa thì nó hắt ngang, cho nên cái mái hiên của các bạn phải làm từ 1m8 trở ra thì không thì nó hắt hết trong nhà. Nhưng người miền Bắc thì hạt mưa nó thẳng, anh chị làm tầm của 1m2 là anh chị đã không thấy nước, nó hắt sập cửa nhà anh chị rồi đó. Đấy là nguyên tắc về, đó là những nguyên tắc. Rồi chúng ta sẽ có những thói quen về sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt, tôi cao 1m50, cái bàn bếp của tôi bảo là theo phong thủy thì bàn bếp nhà em nó phải cao tầm khoảng 85 phân mới phù hợp cơ. Thế là đứng ra để bếp lên, thế là cái bàn lên ngực thì nấu kiểu gì, đúng không? Cái thói quen sinh hoạt của anh chị, tức là khi anh chị cư trú và sinh sống trong cái môi trường đó, anh chị phải cảm thấy thích thú, cảm thấy hài hòa, cảm thấy phù hợp và cảm thấy mình thoải mái nhất. Cho nên cái căn nhà của anh chị nó phải là cái nơi anh chị mong muốn trở về để nghỉ ngơi, nơi anh chị đi đâu anh chị cũng muốn về thôi. Khi mà anh chị không muốn về nhà thì chưa biết gì thì phong thủy sai, đúng không ạ? Và cái tiêu chí này nó đảm bảo cho những cái khái niệm tiện đó, tôi sẽ đi sâu vào từng cái tiêu chí một. Cái tiêu chí tiếp theo nó phải đảm bảo cái yếu tố về kiến trúc, thẩm mỹ kiến trúc của xã hội hiện tại. Với tôi như thế này là đẹp, tôi đồng ý các bạn nhìn là đẹp. Đương nhiên là một người bạn này tôi nhìn là đẹp, bạn này tôi nhìn đẹp, bạn này tôi nhìn đẹp, nhưng mà bạn này lại nhìn bạn này đẹp hơn, bạn này hơn một chút. Tuy nhiên cái đẹp nó có tiêu chí của nó, nó có những cái tiêu chí thẩm mỹ căn bản cơ sở của nó. Cho nên là chúng ta sẽ không đưa những cái quá dị, quá nguy hiểm, quá khác người vào trong cái môi gian, cái không gian môi trường sống của mình. Như vậy thì nó cũng vi phạm vào những tiêu chí loan đầu đầu tiên của phong thủy. Ngoài ra nó phải phụ thuộc vào cả các cái yếu tố tự nhiên xung quanh. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Có nhiều cái nhà mặt đường như thế này thẳng, đúng không ạ? Hướng này là hướng nam, nhưng ông thầy ông phá là mày ở tây nam mới hợp cơ, nên bây giờ bẻ cửa để xéo xéo ra tí để nó hợp hướng tây nam, thế là toi, đúng không ạ? Không có cái phong thủy nào người ta làm cái nhà như thế cả. Và ví dụ nhà đất là chúng ta chẳng may mà nó bị vát một góc, để chị tận dụng tối đa cái diện tích của mình, anh chị dí cái cầu thang hoặc chị dí cái vệ sinh ra đúng góc chèo đấy, hoặc anh chị xây bằng được cái nhà của mình ra cái khu vực góc chèo đấy, vô tình chung anh chị tạo ra một cái lực gọi là lực sát, vô tình chung anh chị tạo ra một cái gọi là lực sát, đúng không ạ? Cái nhà của chúng ta như này, đúng không ạ? Ví dụ vô tình anh chị xây cái nhà anh chị thẳng vào đây, đúng không ạ? Vô tình chung anh chị tạo ra một cái lực sát, cái này nó vào nhà hàng xóm, đúng không ạ? Anh chị thử lấy cái tay ấn vào tường xem, anh chị lấy tay ấn vào tường xem, đúng không ạ? Anh chị ấn vào tường đầu tiên anh chị cảm giác anh chị ẩn được nó, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng anh chị ẩn vào nó thì lại có một cái lực nó dội lại, thì anh chị gây cái lực sát cho hàng xóm thì tự nhiên anh chị cũng sẽ bị cái phản lực nó vào trong nhà của anh chị. Vì tại hình vuông, tại giao điểm các góc vuông thì lực triệt tiêu, nhưng mà tại các góc nhọn để tạo ra cái sát khí. Lúc nào mà hàng xóm nó đen thì dính trưởng, đến lúc vận nó đến thì các bạn ăn đủ, đúng không ạ? Cho nên xây cái nhà, kiến tạo không gian sống như thế nào, nó phải phù hợp với cả bản thân mình, nó phù hợp với cả với hàng xóm, nó phải phù hợp với cả cái không gian quanh, chứ không phải là chúng ta bằng được để chúng ta thích. Giả sử cùng không gian như thế này, chúng ta chỉ cần làm cái nhà chúng ta nó chỉ vuông lại một chút thôi, hoặc là cắt lại cái mặt tiền được một chút thôi, tự nhiên chúng ta có không gian sáng, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Như vậy thì bản chất của phong thủy đó là bốn cái khái niệm, và khi chúng ta đảm bảo được bốn cái tiêu chí này rồi thì các anh chị đã đạt được khoảng 60-70% các tiêu chí phong thủy rồi. Anh chị không cần các cái gì nó ghê gớm, đợi đến bao giờ mà chúng ta
anh chị lên trên mạng, anh chị tìm lên trên mạng bảo là em sinh năm 1984 tuổi đã bị bấm cái à quẻ đoài à, em Tây Tứ Trạch, em hợp cũng Đông cũng Tây cũng Nam cũng Bắc, xong rồi đi chọn bằng được cái nhà đó. Trong khi đó anh chị đến cái môi trường đấy anh chị không thích, anh chị đến căn nhà đấy anh chị cảm thấy không vui, đúng không ạ? Mà kể cả nó là cái gì đi chăng nữa mà anh chị ở trong đó anh chị cảm thấy không thoải mái, thì tất cả những cái thứ đó thì đều không phải là phong thủy. Đây là cái nền tảng bậc nhất và quan trọng nhất. Anh chị cảm thấy thích cái khu đô thị đấy chưa? Giống khách hàng của anh chị đúng không? Anh chị cảm thấy cái môi trường sống ở đây nó có phù hợp với anh chị không? Cái không gian này anh chị có phải là nơi anh chị mong muốn được cư trú tại đấy không? Thì đấy là cái phong thủy tốt nhất. Nó là nơi chúng ta cảm thấy thoải mái nhất, chứ nó không phải là những thứ khác. Còn những thứ khác hậu xét sau gặp ông thầy, đúng không ạ? Gặp chuyên gia, ông ấy sẽ làm cái việc đấy cho anh chị, đúng không ạ? Chúng ta cần cái tiêu chí đầu tiên đó là phong thủy cần phải phù hợp với thói quen sinh hoạt. Lần này nó yếu, xin lỗi khi nói tôi ngồi rất lâu. Trước hết nó phải cần phù hợp với cả thói quen sinh hoạt, tức là như thế này. Tùy vào cái nhịp sinh học, tùy vào cái bước sinh học của anh chị mà chúng ta, tùy vào cái thói quen sinh hoạt của anh chị mà chúng ta thiết kế và kiến tạo không gian sống, hay là chúng ta sắp xếp một không gian sống làm sao cho nó phù hợp với cả cái nhu cầu và mong muốn của anh chị. Chứ không phải là phong thủy là bằng cách là rõ ràng anh chị không được đặt đương nhiên những cái tiêu chí bất dịch, ví dụ tiêu chí rất quan trọng, anh chị không được để toilet đặt phương càn, anh chị không để toilet đặt phương bản mệnh, ví dụ thế, thì những cái tiêu chí đấy thì tôi đồng ý. Nhưng mà các cái tiêu chí còn lại mà anh chị thấy nó bất tiện trong cuộc sống quá, cái chỗ này nó phải thế này, nó phải thế kia, nó phải thế này, cứ phong thủy thì không có gì phải cả. Phong thủy đó là phù hợp, chúng ta lựa vào không gian sống, lựa vào môi trường sống và lựa vào điều kiện tự nhiên để chúng ta kiến tạo cái môi trường đó cho phù hợp với chúng ta. Trên thế giới này hay là bất kỳ ở đâu, không có bất kỳ một chuyên gia hay một ông thầy hay một phong thủy sư nào có thể di sơn đảo hải hay có thể sử dụng kiến tạo cách cục hay là sửa đổi một cách cục trong nhà của anh chị để tạo được cái sinh vượng mà không phải trả giá và không mà nó lại được hiệu quả lâu dài. Vận long và vận thủy đó là những cái thứ mà nó vận long và vận thủy đó là những cái thứ mà nó bền vững trường tồn. Kể cả anh có chặt cắt đứt xoay chuyển cái long mạch này, nó chỉ mất một thời gian thôi, lâu thì một hai vài trăm năm, mà ngắn thì vài năm, nó lại liền và nó lại phát triển bình thường, chứ nó chẳng có vấn đề gì cả. Cái dòng sông nó vẫn cứ phải chảy, đúng không ạ? Trong khi đó thì thành ra là bản thân cái nhà của anh chị khi chị chấn đặt xoay chuyển, nhưng bản chất của cái địa hình, bản chất của không gian sống của chúng ta không thay đổi, đúng không ạ? Thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Anh chị mua một cái máy lọc không khí đúng không ạ? Anh chị ở cái nhà cạnh bãi rác, lọc thế lọc nữa thì cũng có ngày mất điện, chưa kể máy nó hỏng vẫn chết như thường. Anh chị hiểu ý tôi không? Cho nên thành ra là và chúng ta kiến tạo một cái không gian sống phù hợp với thói quen sinh hoạt, phù hợp với cả cái môi trường tự nhiên và cảnh quan xung quanh. Thông thường các căn nhà thì được lập theo cái hướng song song hoặc vuông góc với đình đền miếu phủ hoặc cơ quan hành chính hoặc cơ quan công quyền tại địa phương. Chúng ta, anh chị làm bất động sản, anh chị để ý, chúng ta đứng ở tại Vin đây đúng không ạ? Toàn bộ trục của nó là Bắc Nam Đông Tây. Anh chị sẽ tìm mờ mắt, sẽ không ra được cái căn hộ nào, hoặc là rất hiếm hay không, gần như là không có căn hộ nào mà nó có hướng là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Tẹo nữa chúng ta sẽ quay lại khái niệm về hướng. Nhiều khi chúng ta nhầm lẫn cho cái việc từ hướng Nam lệch qua khoảng 10 độ, lệch qua khoảng 15 độ, anh chị bảo là Tây Nam rồi. Không phải, cái đó đi, đúng không ạ? Nó chỉ trừ khi căn nào chúng ta xây cố tình chúng ta xoay chéo hẳn so với địa hình thì những căn đấy thì nó lệch thẳng sang hướng khác. Còn về cơ bản, bởi vì là chúng ta rất là nhiều những trường hợp mà để cho bằng được bán được hàng mà chúng ta xác định cái phương hướng nó bị sai. Khi bị sai thì gia chủ đến gặp tôi nhiều lắm, lại bảo cái bạn môi giới bảo em là hướng này cơ mà tại sao bây giờ nó là hướng này. Xong người ta lại nói một câu mẹ cái thằng đấy, là tự nhiên là phúc phước của mình bao nhiêu công thích góp đi đầu hết. Chúng ta bằng mọi cách, các bạn qua câu chuyện các bạn gặp tôi thì tôi nói bạn, tôi chia sẻ các bạn về một chút là thế này. Các bạn có thể bán đắt, các bạn có thể thu phí cao, các bạn có thể làm bất kể điều gì cũng được. Tuy nhiên chúng ta không nói dối, không cần điều, cái đấy nó sẽ tích từ cái phước của bạn. Các bạn bán đắt thoải mái nhưng không bán điều,
đúng không ạ? Nếu như mà cũng là cái câu chuyện, tại vì tôi chưa nói đến cái câu chuyện về hướng, mà tôi nói sơ qua câu chuyện qua phong thủy một chút. Anh chị vào trong nhà gia chủ chẳng hạn, chúng ta nói với cả ông ấy rằng là anh chị sinh năm 1976, đúng không ạ? Như vậy là anh chị là Tây Tứ Trạch, đúng không ạ? Nhưng mà khổ cái căn hộ của mình nó lại đang quay về hướng đông, cái cửa ra vào quay hướng đông hay cái tòa nhà quay hướng đông, thì mình bảo ông cái này không ăn thua rồi. Nhưng mà cái này nằm ở trên tầng 15 đó, cho nên thành ra là mình bảo với ông cái gia chủ rằng là chung cư bây giờ nó phải tính hướng ban công, đúng không? Cho nên ban công là hướng tây, cho nên là cũng gọi là Tây Tứ Trạch, ở nhà này cũng hợp với anh chị đấy. Trên đây hợp hay không hợp, anh chị lên mạng em chỉ giới thiệu cái bất động sản này nó có phương hướng là như thế này, và em được học và ông thầy Đa Nguyên, tôi hứa với anh chị luôn, anh chị ra ngoài đường là cái tên tôi nó cũng nổi tiếng phết đấy. Ha, chúng ta anh chị nói ông ấy bảo rằng là anh chị người ta cảm thấy nơi này anh chị cảm thấy vui vẻ, anh chị cảm thấy thích thú, anh chị cảm thấy không gian sống với chị phù hợp được không? Em không phải thấy phong thủy, em không quyết định chứ không, anh chị ơi cái này là hướng tây, cái này tây hợp với anh chị lắm, em nó không hợp thì mai sau thì làm sao? Các bạn thì không phải trả gì, các bạn môi giới các bạn bán xong chuyện, đúng không ạ? Nhưng mà về sau bắt đầu về người ta ấp ức 3 năm nguyền rủa các bạn, nếu làm ăn không được nó bảo mẹ 5 năm sau vẫn ông gặp tôi và hồi xưa cái thằng môi giới nó thì nọ thế kia, cái oán khí ngút trời không hơi đầu, cầm mấy đồng nhức đầu. Đấy là quan điểm, đấy là quan điểm. Thế này nha, là chúng ta sẽ cố gắng là bảo là ok phong thủy không được thì vào em xoay hướng giường, hướng bàn thờ, hướng nọ được không? Được, khẳng định là xoay được, làm được, nhưng đấy không phải điểm của chúng ta, đúng không ạ? Mình thống nhất thế thì các bạn sẽ trưởng thành và sẽ lớn lên rất nhiều trong công việc của các bạn. Phong thủy chúng ta cũng cần phải đạt những cái tiêu chí về thẩm mỹ, cái tiêu chí về thẩm mỹ đẹp đẽ. Tiêu chí quan trọng bậc nhất của thẩm mỹ là gì anh chị biết không ạ? Sạch, cứ bẩn bẩn không có phong thủy nào có thể đỡ được. Ăn ở luộm thuộm, quần áo không gọn gàng, mồ hôi về vứt đấy treo 5 ngày không giặt, đặt 10 cái vật phẩm phong thủy xoay 10 hướng nhà vẫn chết. Tôi mới đi xem phong thủy, anh chị cứ tin anh chị xem nào, tôi kể cho chị câu chuyện một chút nào. Tôi trong suốt cái thời gian vừa qua tôi đã đi xem trực tiếp khoảng trên 3.000 căn nhà từ Bắc Trung Nam. Tôi đã từng xem căn nhà, tôi nghĩ rằng là theo gia chủ nói thì căn nhà đấy là mức đầu tư là đắt nhất Việt Nam, không phải là bằng vàng, không bằng vàng mà nội thất rất bình thường, suất đầu tư của nó khoảng 300 triệu trên mét vuông nội thất. Tôi không nói mét vuông xây dựng, mét vuông nội thất khoảng rồi tôi cũng đã định đến những cái căn nhà chỉ vài trăm triệu, những căn nhà nông thôn. Tôi đã định đến những căn nhà khoảng 15 mét vuông mà 4-5 người ở, và tôi cũng định đến căn nhà 1.000 mét vuông 3 người ở. Cho nên này nha, là tất cả căn nhà ở Việt Nam tôi nghĩ rằng là từ 54 tỉnh thành chắc tôi phải đi trên 50 tỉnh. Với cấp độ di chuyển là có những tuần tôi di chuyển khoảng trên 5.000 km, cũng vừa đi máy bay ô tô lung tung cả. Thì tôi thấy rằng là cứ căn nhà nào mà quan trọng nhất là phải sạch sẽ. Tôi cứ đến căn nhà nào dù tôi cứ di chuyển vào đó đến cả 1.000 km mà vào đấy mà bẩn thỉu, mà luộm thuộm giải tán đi về luôn, không phải xem nữa. Cái phong thủy nào mà có thể mà giúp được cho một cái môi trường như vậy. Cho nên cái tiêu chí đầu tiên của phong thủy nó phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát, khô ráo. Nhà vệ sinh thì phải khô ráo, nhà cửa phải gọn gàng. Vào cái nhà mà hôm nọ vào cái nhà vừa mới hôm nay vào thấy nó vừa bãi, hỏi cô là sinh năm bao nhiêu, con sinh năm 2003, hỏi đứa con là cô ấy, đúng không ạ? Và 2003 con gái tôi là sinh năm 2007, ở nhà bây giờ là phải dọn nhà rồi, tại sao để cái nhà bừa bãi như này? Để nhà nhá, tôi cho anh chị 2 tiếng dọn sạch nhà, tôi ra uống cà phê sạch rồi tôi quay lại tư vấn tiếp. Mà cô con gái lớn ở trong nhà có con gái lớn thì phải chăm chỉ, thì phải nhìn trước nhìn sau, phải quán xuyến việc gia đình để giúp bà bố, giúp bố, giúp mẹ chứ, tại sao lại dọn xong mà thôi thầy em về em dọn này, nhưng không thôi bây giờ mà trì hoãn việc để lại thì không biết bao giờ tôi đi về ha. Thế nên là người ta phải sau đó dọn dẹp gặt cái nắp gọn gàng, làm vào mình lại sắp xếp lại trong lần nữa.
chứ không chứ chúng ta không có phong thủy nào. Và cái đẹp nó nằm ở cái tiêu chí đầu tiên, tức là gọn gàng sạch sẽ, sau đó mới đến cái tiêu chí thẩm mỹ của anh chị, sau đó mới tiêu chí thẩm mỹ của chúng ta. Và khi đã gạch gọn gàng sạch sẽ và đẹp đẽ rồi thì không có cái ma quỷ ở bất kỳ một thế gian nào, không có ma quỷ bất kỳ ở đâu có thể xâm phạm nhập vào các bạn, và tật bệnh còn sẽ xua đi, ưu phiền sẽ xua đi, sức khỏe anh chị tăng cường và cái sinh khí chúng ta tăng lên thì tài lộc anh chị sẽ đến, không cần phải cầu ở đâu cả, chúng ta cầu từ bản thân chúng ta. Thì đấy là những cái khái niệm, đấy là những cái khái niệm cơ bản về các cái tiêu chí của phong thủy mà chúng ta cần phải nắm được trước khi chúng ta nói về hợp hay không hợp, trước khi nói về bát quái, trước khi nói về âm dương, hay trước khi chúng ta nói về những cái thứ gì đó nó ghê gớm, nó khủng khiếp như là càn khảm cấn trôn tốn linh hồn đoài. Từ từ, đồng ý không ạ? Anh chị có đồng ý tiêu chí đấy không ạ? Lại vỗ tay cái đi.